Bạn đã từng cưỡi ngựa chưa? Tôi tin rằng không một người đàn ông nào không thích cưỡi ngựa. Đây là 10 giống ngựa đẹp nhất thế giới. Ngựa đẹp như vậy, nếu phi nước đại, nghĩ thôi cũng khiến người ta sôi máu rồi. Ngựa là một loài sinh vật vô cùng độc đáo. Ở thời cổ đại, hầu như tất cả đàn ông đều muốn sở hữu một chú ngựa. Hồi đó ngựa tương đương xe sang hiện đại. Bây giờ thì ông nào cũng muốn được làm ngựa để được cưỡi. Vậy video này tôi sẽ cho bạn top 10 loại ngựa đẹp nhất. Vị trí thứ 10, ngựa Appaloosa. Ngựa Appaloosa có nguồn gốc từ Bắc Mỹ. Nét hấp dẫn của loại ngựa này là hoa văn trên mỗi con ngựa đều là độc nhất vô nhị. Nếu nó băng qua bạn, chắc chắn bạn sẽ chú ý đến nó. Hoa văn trên ngựa Appaloosa không ở tầng thứ nhất mà nhiều tầng xếp chồng lên nhau. Mỗi tầng đều bắt nguồn từ bộ phận khác nhau của dòng dõi nó, đồng thời trên móng guốc cũng có sọc nữa. Ngựa quả thực rất xinh đẹp, nhưng tôi không thích loài ngựa này. Vị trí thứ 9, ngựa Marwari, có thể có nguồn gốc từ Ấn Độ cổ đại. Chân của loài ngựa này vừa dài vừa mảnh lại rất khỏe nữa, là chiến mã từng được hoàng gia Ấn Độ cổ đại sử dụng. Địa vị lúc đó rất cao, thậm chí còn sở hữu đồ trang sức của riêng mình. Điều làm nên sự khác biệt của nó là đôi tai cong, quán tính tổng thể ngay lập tức toát lên vẻ sang trọng. Ngựa Marwari có thính giác đáng kinh ngạc, có thể được hướng dẫn để theo dõi âm thanh từ xa. Vị trí thứ 8, ngựa Ả Rập. Ngựa Ả Rập là một trong những giống ngựa lâu đời còn tồn tại tới ngày nay. Những con ngựa đầu tiên xuất hiện vào khoảng năm 3000 trước công nguyên. Những con ngựa này có hình dạng đầu đặc biệt, đuôi của chúng vểnh lên khi phi nước đại. Cưỡi nó trông rất bình tĩnh và tự tin. Nó cũng là một trong những giống ngựa hiền lành nhất, có thể đạt đến cảnh giới người ngựa đồng nhất, còn nghe hiểu mệnh lệnh. Tôi cũng thích loại ngựa này bởi vì nó ngoan ngoãn và nghe lời. Vị trí thứ 7, ngựa Friesian, có nguồn gốc từ Hà Lan. Bộ lông đen dày của nó cùng sự phối hợp của chiếc bờm trông vô cùng điển trai, đồng thời vóc dáng cũng cường tráng. Thời trung cổ, ngựa Friesian là phương tiện vận chuyển công cụ của nhà vua, cũng là chiến mã, nhưng đến thế kỷ 20, chúng gần như đã tuyệt chủng, trên thế giới chỉ còn lại 3 con. Sau này số lượng ngựa Friesian mới dần dần hồi phục. Chắc hẳn phải rất tuyệt khi cưỡi nó phi nước đại. Vị trí thứ 6, ngựa Ezhok. Giống ngựa Ezhok khá độc đáo, nó nhỏ hơn hầu hết các loài ngựa nhưng vẫn to hơn loài ngựa lùn, toàn thân cơ bắp vạm vỡ, đặc biệt là cổ. Giống ngựa này có nguồn gốc từ Na Uy hàng trăm năm trước, bây giờ vẫn là giống loài phổ biến nhất bởi vì chúng rất thông minh, có thể nhanh chóng học được nhiệm vụ của mình, là một loài rất thích hợp để phụ nữ cưỡi. Vị trí thứ 5, ngựa Máu Nóng Hà Lan. Ngựa Máu Nóng là một giống ngựa khá mới, năm 1958 mới được đăng ký huyết thống, là một giống ngựa hỗn hợp được lai tạo để thể hiện kỹ năng cưỡi ngựa. Chúng có bờ vai dốc, duyên dáng và đôi chân dài miên man, điều này khiến cho chúng có thể đi xa hơn hầu hết các loài ngựa. Chiếc cổ dài và tư thế tự tin có thể nói là khá hoàn hảo. Vị trí thứ 4, ngựa Haflinger, có nguồn gốc ở vùng núi Haflinger giữa Áo và miền Bắc nước Ý. Hầu hết mọi người đều bị mê hoặc bởi bộ lông màu me chua tuyệt đẹp của chú ngựa này. Tính cách của ngựa Haflinger nhẹ nhàng và điềm tĩnh, nhưng vẻ đẹp của chúng không chỉ ở bề ngoài, nó có móng guốc rất khỏe, điều khiển và cưỡi đều vô cùng tuyệt vời. Điều này khiến chúng trở thành thú cưỡi hoàn hảo cho quân đội Áo. Vị trí thứ 3, ngựa Gypsy. Ngựa Gypsy có kích thước khổng lồ, thể chất mạnh mẽ, có thể nhảy lên độ cao đáng kinh ngạc, còn có thể biểu diễn các kỹ năng đặc biệt. Chiếc bờm dài dài, chiếc đuôi dài dài, lông bao quanh bốn chân cũng khá dài. Điều này khiến cho khi Gypsy phi nước đại, trông càng thêm phần mượt mà tuyệt đẹp. Nếu như cưỡi chú ngựa này dạo phố sẽ đánh bại tất cả những chiếc xe sang trọng như Rolls Royce, Porsche trong vài giây. Ngựa Gypsy cũng vô cùng dịu dàng, rất thích ở với con người. Tôi bị nó mê hoặc mất rồi. Vị trí thứ 2, ngựa Andalusia, hay còn được gọi là ngựa Tây Ban Nha thuần chủng. Ngựa Andalusia được cho là một trong những loài ngựa thuần chủng và lâu đời nhất trên thế giới, có niên đại từ thế kỷ 15, có nguồn gốc từ Tây Ban Nha. Việc sinh sản của nó luôn bị hạn chế và kiểm soát rất nghiêm ngặt, đến mức những con ngựa Andalusia ngày nay trông giống hệt những con ngựa ở thế kỷ 15. Dáng người thuôn dài đặc biệt đẹp trai, phần cổ lượn sóng hay là chiếc bờm xoăn là thú cưỡi trong mơ của mọi hiệp sĩ. Điều này cũng khiến cho chúng trở thành một trong những loài ngựa phổ biến nhất trong phim và truyền hình. Vị trí thứ nhất, ngựa Đại Uyển hoặc Đại Uyển Mã. Tên khoa học là ngựa Akhateke, có nguồn gốc từ Turkmenistan, cũng là quốc bảo của Turkmenistan, đồng thời họa tiết của nó cũng được in trên quốc huy và tiền tệ. Những giống ngựa quý hiếm chỉ còn vài trăm cá thể trên thế giới, bao gồm cả loài từng đi vào truyền thuyết có màu lông ánh kim, mồ hôi đỏ như máu. Mồ hôi trên vai ngựa chảy ra như máu nên người Trung Quốc gọi chúng là hãn huyết bảo mã. Dù ngựa Đại Uyển mồ hôi có nhiều màu sắc nhưng màu được tán dương nhiều nhất là trắng và vàng, đặc biệt khi ra nắng, bộ lông vô cùng óng ả, được cư dân mạng gọi là Hermes. Thế nào? Còn con ngựa của bạn như thế nào rồi? Được rồi, nếu bạn thấy video này hữu ích thì nhớ nhấn like và theo dõi kênh để đón chờ những video hấp dẫn tiếp theo nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.